Sở Công Thương cho biết tổng doanh thu thương mại dịch vụ toàn tỉnh 7 tháng năm 2022 đạt hơn 98,4 ngàn tỷ đồng, tăng 20,49% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng mức bán lẻ 7 tháng đạt hơn 33.448 tỷ đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ, vượt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đầu năm 2022 là 11,05%. Phân tích về mức tăng trưởng cao của hoạt động thương mại dịch vụ trong 7 tháng năm 2022, Sở Công Thương cho biết do các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đã tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, nhu cầu đi lại mua sắm, du lịch, lữ hành và các dịch vụ ăn uống tăng cao. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 dài ngày, các doanh nghiệp bán lẻ cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu kết nối tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản tới vụ trên địa bàn cộng với sức mua hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ tăng cao. Ngoài ra, các kênh thương mại điện tử tiếp tục trở thành phương thức phân phối quan trọng, góp phần tiêu thụ hiệu quả hàng hóa nông sản cho người nông dân và doanh nghiệp. Trong đó có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó đã góp phần thúc đẩy tổng doanh thu thương mại dịch vụ nói chung, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh nói riêng tăng cao.